chào quý vị và các bạn đến với chương trình Giờ vàng giá sốc. Quý vị và các bạn thân mến, món nướng luôn có mùi vị rất hấp dẫn. Và để thưởng thức món nướng thì thường chúng ta phải ra nhà hàng. Và còn tự làm thì lại rất mất nhiều thời gian cũng như công sức. Thậm chí lại còn bị mùi thức ăn ám vào quần áo nữa, rất là bất tiện phải không Hương Giang? Vâng, đúng như vậy. Và với lò nướng Gonsan mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn thì các món nướng sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Với dung tích 32 lít, quý vị có thể nướng một lượng đồ ăn lớn trong khoảng thời gian ngắn. Và Hương Giang tin chắc rằng lò nướng Gonsan sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cảm hứng mới trong việc nấu nướng. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với bữa tiệc của những món nướng cùng với lò nướng Gonsan. Nướng 32 lít Gonsan, tay cầm thay vỉ nướng, tay cầm xiên quay gà, vỉ nướng thay hứng mỡ, vỉ bát xiên quay, kẹp quay gà. Lò nướng 32 lít Gonsan nướng được nhiều thức ăn hơn với 3 chế độ nướng, nướng trên, nướng dưới, nướng cả trên và dưới. Quay đảo chiều, nhiệt độ lên đến 250 độ C. Lò nướng 32 lít Gonsan dễ dàng sử dụng với 3 nút, chế độ nướng, chế độ thời gian và chế độ nhiệt độ. Lò nướng 32 lít Gonsan mang đến những món nướng thơm ngon cho cả gia đình. Gonsan, cuộc sống tiện nghi. Với chiếc lò nướng đến từ thương hiệu Gonsan này thì quý vị và các bạn có thể làm ra được những món nướng hết sức đơn giản và dễ dàng. Ngay bây giờ thì Mạnh Dũng sẽ làm món hàu nướng phô mai. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho chiếc khay hàu này vào lò nướng và đậy nắp lò lại. Như quý vị và các bạn đã thấy thì chiếc lò của chúng ta có mặt kính chịu nhiệt và trong suốt. Chúng ta có thể hoàn toàn quan sát được quá trình thực phẩm chín ở bên trong lò. Và ngay bây giờ thì Mạnh Dũng sẽ chọn nấc nhiệt độ là 250 độ C. Chọn chế độ nướng hai mặt và để trong vòng 10 phút. Như vậy là tất cả các công đoạn đã hoàn thành. Và sau 10 phút thì chắc chắn chúng ta sẽ có được món hàu hết sức thơm ngon và hấp dẫn. Trong khi chờ đợi món hàu nướng phô mai của Mạnh Dũng thì Hương Giang sẽ làm một bánh nướng. Đây là bột bánh đã được pha sẵn và đổ vào khuôn rồi. Chúng ta chỉ cần cho vỉ nướng vào lò nướng thôi. Chiếc lò nướng Gonsan của chúng ta thì còn có thể làm được cả bánh nữa. Và chắc chắn là những đứa trẻ nhà bạn sẽ rất thích thú với món bánh này đây. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chế độ nướng hai mặt với nhiệt độ là 200 độ C và chờ đợi trong vòng 20 phút. Chắc chắn sẽ là một vẻ bánh rất tuyệt đấy ạ. Vậy là sau 10 phút chúng ta đã có món hàu nướng phô mai. Và ngay bây giờ thì Mạnh Dũng sẽ mở nắp lò nướng Gonsan và lấy món ăn ra. Wow, Mạnh Dũng đã ngửi thấy mùi thơm ngậy của phô mai. Và với dụng cụ đính kèm này thì chúng ta có thể dễ dàng lấy được chiếc khay này ra khỏi lò mà không sợ bị nóng. Và món hàu nướng phô mai của chúng ta thì chín đều, màu sắc hấp dẫn và quan trọng hơn là mùi vị thì rất thơm ngon. Món bánh cupcake của Hương Giang cũng đã xong rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thành quả như thế nào nhé. Wow, mùi bột, trứng và sữa quyện vào nhau rất là thơm. Quý vị biết không, món ăn này rất là phù hợp làm món tráng miệng hoặc dùng trong các bữa tiệc sinh nhật. Tự tay làm bánh quả là một điều thật tuyệt vời đúng không ạ? Với chiếc lò nướng mang thương hiệu Gonsan thì chúng ta có thể nướng được nhiều món nướng khác nhau. Với dung tích 32 lít thì chúng ta có thể làm những món nướng như là gà nướng, cá nướng hay là sườn nướng. Những món ăn của chúng ta vẫn chín đều, thơm ngon và quan trọng là không có khói và không bị ám mùi vào quần áo. Lò nướng 32 lít Gonsan có thể nướng được lượng lớn thức ăn hoặc nướng đồng thời nhiều loại thức ăn với xiên và bếp bát giúp cố định thực phẩm để khi xoay đi xoay lại món ăn của chúng ta sẽ chín từ từ, chín đều. Bộ kẹp thịt kép giúp xiên nướng được nhiều tảng thịt rời. Với lò nướng 3 hết Gonsan, bạn có thể làm được món gà nướng, hàu nướng, ba chỉ nướng, pizza, cupcake và cá nướng. Trong quá trình nướng, dầu mỡ sẽ chảy xuống khay, vì thế mà sau khi nấu nướng bạn có thể lấy khay hứng dầu ra để vệ sinh, rất thuận tiện. Khay nướng được tráng men chịu nhiệt độ cao và chống bấm dính, giúp món ăn không bị cháy sát trong quá trình nướng. Cùng với các dụng cụ đi kèm giúp bạn lấy món ăn ra một cách dễ dàng mà không lo bị bỏng. Lò nướng Gonsan được thiết kế sang trọng, vỏ lò bằng thép sơn tĩnh điện màu đen sang trọng, góp phần làm đẹp không gian bếp. Lò nướng 32 lít Gonsan được bảo hành 12 tháng, sản phẩm có giá bán chỉ 1 triệu 150 nghìn đồng. Điểm đặc biệt của sản phẩm lò nướng 32 lít Gonsan đó chính là chế độ tự điều chỉnh nhiệt. Chính vì vậy quý vị không cần phải trông chừng khi nhiệt độ quá cao, sợ làm cho thực phẩm bị cháy. Và với chức năng này thì sẽ giúp giảm lãng phí nguồn nhiệt và quý vị và các bạn có thể làm những công việc khác không cần phải trông chừng. Vâng.
Vâng, với dung tích lớn có thể nướng được nhiều thực phẩm mà cách sử dụng thì lại đơn giản, an toàn, mang đến những món nướng thơm ngon bổ dưỡng. Lò nướng 32 lít côn săn xứng đáng là sản phẩm không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay gọi đến cho chúng tôi để sở hữu ngay chiếc lò nướng mang thương hiệu côn săn này, rất tiện ích và chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ rất hài lòng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.